À vâng, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube Duy Và theo cái yêu cầu của rất là nhiều các bạn có comment bình luận trên YouTube của Duy liên quan về vấn đề hỏi về chủ đề kiếm tiền YouTube với nội dung mà liên quan tới trẻ em. Thì hôm nay nội dung video này Duy muốn chia sẻ cho tất cả anh chị các bạn chúng ta cùng biết những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý, những cái vấn đề mà chúng ta cần biết cũng như những cái vấn đề thực tế với cái chủ đề nội dung trẻ em sẽ như thế nào. Khi chúng ta theo dõi nội dung video, chúng ta sẽ hiểu hơn trong cái quá trình xây dựng phát triển trên YouTube với chủ đề nội dung liên quan tới trẻ em cũng như những cái nội dung video mà có chứa các cái hình ảnh của trẻ em trong đó thì chúng ta sẽ phải cần lưu ý và phải cần biết những điều gì. Chắc chắn khi xem cái nội dung này xong anh chị các bạn chúng ta sẽ hiểu sâu, hiểu đúng và áp dụng một cách hiệu quả trong cái con đường kiếm tiền trên YouTube với chủ đề nội dung liên quan tới trẻ em hay những cái nội dung mà có chứa trẻ em trong đó. Và chắc chắn rồi, và mời tất cả anh chị các bạn chúng ta cùng theo dõi nội dung video à, và vâng bây giờ đi vào cái nội dung của video thì đầu video thì duy muốn giải quyết ngay cho một cái câu hỏi mà rất là phổ biến mà rất là nhiều anh chị các bạn chúng ta đang thắc mắc đó là thế thì cái nội dung mà liên quan tới trẻ em và có chứa trẻ em trong nội dung video thì có bật kiếm tiền hay không và có kiếm được ra tiền hay không thì cái câu trả lời ngắn gọn xúc tích nhất của duy đó là nội dung chủ đề mà có chứa trẻ em hay chủ đề nội dung chủ đề liên quan tới trẻ em vẫn bật kiếm tiền và kiếm tiền như bình thường khi chúng ta tuân thủ đúng luật của YouTube cũng như tuân thủ đúng những cái luật mà liên quan về vấn đề bảo vệ trẻ em hay liên quan đến những cái nội dung mà tích cực những nội dung mang tính chất giáo dục những nội dung mang tính chất ý nghĩa dành cho nhóm đối tượng là trẻ em thì chúng ta vẫn kiếm tiền như thường và đó là một trong những cái điều mà chúng ta có thể thấy nội dung trẻ em cũng là một trong những cái mà một cái trong những cái mảnh đất mà kiếm tiền thời điểm hiện tại nó cũng khá là tốt dành cho những ai mà có những ý tưởng phát triển những cái giá trị, những cái ý nghĩa trên cái cụm uh, chủ đề đó thì chắc chắn rất tuyệt vời. À, và cụ thể sau đây đó là minh chứng cho cái điều mà Duy vừa khẳng định đó là nội dung chủ đề trẻ em hay liên quan đến trẻ em vẫn kiếm tiền như bình thường. Thì Duy muốn chia sẻ cho chúng ta một uh, cái đoạn video ngắn mà Duy có uh, làm việc với lại một chị đối tác liên quan về Youtube có một cái kênh liên quan đến chủ đề trẻ em. Thì mời chúng ta cùng theo dõi. Để ăn đi nước ngoài. Ừ. ăn kiểu dạo tiêu nước ngoài như thế cái ừ. này là xoanh khu cả Nam bao nhiêu? toàn thời gian sao ít tiền thế nhỉ? Ừ, thấp mà. Nó nó nhiều nhiều lúc nó đỡ sợ kém Nói chung là còn thời sao gian là này. cái view này của chị chị toàn đẩy áp thôi. Thế à? Cái view à, này là view toàn, toàn view chạy quảng chạy, cáo chạy, chạy quảng cáo. Ừ. Chứ còn nếu như mà cái view mà tối ưu nẹt đẹp như thế này thì không có hiệu quả đó ừ. ừ. bây giờ đặt, đặt 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 ra một cái câu chuyện là làm cái chủ đề này mà 11 triệu view không tối ưu chỉ có 800 ừ. cái 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 chủ đề này trẻ em nó cũng giống như cái chủ đề mà của cái bạn của bán content hôm qua đó. bạn ấy cũng tạo ra cái nội dung bạn ấy kiếm nhiều view nữa. bạn ấy bảo quái ơi, xem cái nội dung video chia sẻ mà thấy anh Duy chia sẻ với nhiều người chia sẻ mà một triệu view hay vài trăm cao view nó kiếm được cả ngàn đô ừ. nó kiếm cả vài ngàn đô mà em thì hai ba triệu view được vài trăm đô đặt ra một câu chuyện rằng là một, một triệu view của nó thì kiếm được tầm khoảng cơ 5 đến 6 triệu cao lắm là chục triệu tức là nó là ừ. khoảng từ ba từ ba cho đến năm trăm đô à, có một câu hỏi thắc mắc như vậy Thế này cuối cùng chứ cứ xem cái nội dung video tối ưu cứ tối ưu đúng như vậy đừng tức là xóa bỏ hết suy nghĩ trong đầu cái tư duy biết tuốt đi đấy xong thay đổi tối ưu đúng đúng như thế thay vì cái việc là mất tiền support thì làm đúng như vậy thế là ồ oh. nó cũng nghe và nó nó áp dụng đúng như vậy đấy thì một video em mới đăng lên trên đó chỉ số tất cả các cái chỉ số liên quan về doanh thu các cái chỉ số mà Uh, Cbm với lại Cbc đấy này nó tăng chóng mặt tăng tỷ lệ khủng khiếp. Ờ. Ví dụ như cái kênh của chị nó đang có cái chỉ số đề xuất này đấy, các chỉ số này đang tăng này, ừ. à, nó 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 đang nó, nó đang tăng cho hai này, tăng chỉ số này tăng quá mạnh. À, nhưng mà cái chủ đề không phải không phải này nó quá nhỏ, nhỉ? Đúng rồi. Nó quá nhỏ nếu như ừ. không, phải không phải này mà nó là tầm ừ. khoảng cơ hai, tầm hai hoặc một rưỡi, ừ. nhiều tiền phết mấy ừ, đúng rồi với cái đồng tiền của cái cái trẻ em này nó cũng, à, cũng rõ bị, bị chị thấp. không chị chị cũng không có chăm sóc cho nó ok đúng rồi. nói chung cái kênh này chăm sóc tốt là nó cũng sẽ có cả cơ ba cháo đúng rồi thế ừ. cho nên là chị đi thổi bán này đi còn đâu về phát triển cái kênh ẩm thực kia thay đổi, đổi nội dung của nó để phát triển trên đấy luôn Và vâng thì tiếp tục anh chị các bạn chúng ta đang nhìn trên màn hình đây à, Sau khi chúng ta đã biết được cái thực tế của chủ đề trẻ em cũng như chúng ta trả lời được cái câu hỏi đó là Thế thì chủ đề mà trẻ em thì nó có kiếm được tiền hay không Thì Duy đã nhấn mạnh cho chúng ta rằng chủ đề trẻ em có kiếm được các tiền rồi Cũng như chúng ta vừa xem video chúng ta có thể thấy Nhưng để có thể nhấn mạnh được rằng khi chúng ta muốn kiếm tiền trên chủ đề trẻ em Một cách nó bền vững hai cái nội dung mà video có chứa trẻ em để có thể kiếm tiền một cách hiệu quả ấy, thì chúng ta phải tuân thủ cái nột của YouTube cũng như chúng ta tuân thủ cái đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng và cái đạo luật đó nó có tên là COPA. Và đây nó có thể nói là một cái mấu chốt quan trọng cho cái vấn đề kiếm tiền YouTube hiệu quả với chủ đề liên quan về trẻ em. Anh chị các bạn khi chúng ta xây dựng liên quan về cái chủ đề này chúng ta hãy nghiên cứu về cái đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Và thông không chỉ thông qua các cái nội dung của video mà Duy đã tổng hợp cho chúng ta cái bài viết những điều cần biết khi kiếm tiền trên YouTube với chủ đề trẻ em trên website cầm tay chỉ việc com anh chị các bạn có thể xem cái bài viết này trên cái website của Duy để có thể tổng hợp và bổ sung thêm một số những cái kiến thức khi chúng ta xây dựng phát triển với chủ đề trẻ em và vâng thì thế thì ở đây có một cái vấn đề đó là rất là nhiều các bạn hay thắc mắc là thế thì dựa vào đâu để xác định được rằng nội dung của chúng ta là dành cho trẻ em thì đây YouTube cũng chia sẻ cho chúng ta những cái điều như sau Tức là nếu như video của bạn có hình ảnh diễn viên, nhân vật, hoạt động, trò chơi, bài hát, câu chuyện hoặc chủ đề khác cho thấy ý định nhắm tới trẻ em thì video đó có nhiều khả năng dành cho trẻ em. Và cái vấn đề này thì dựa theo cái sự hướng dẫn của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ. Nếu như anh chị các bạn chúng ta cần tìm hiểu, chúng ta có thể xem cái bài viết trên website cầm tay chỉ việc.com. Ở đây thì Duy muốn nhấn mạnh cho chúng ta rằng chúng ta có thể thấy khi chúng ta xây dựng các cái nội dung liên quan về chủ đề dành cho trẻ em thì chính bản thân cái người tạo ra nội dung video là anh chị và các bạn thì chúng ta sẽ hiểu ngay cái đối tượng mục tiêu chúng ta muốn hướng tới là ai rồi và đó là cái vấn đề là chúng ta khi hướng tới cái đúng đối tượng là trẻ em thì chúng ta phải cần cài đặt cái nội dung kênh đó cho cái hướng, điều hướng cái chủ đề trẻ em của chúng ta và rồi nó có một vấn đề chúng ta thấy rằng là khi xác định các nội dung video đó dành cho trẻ em thì chúng ta thấy là có rất là nhiều các yếu tố mà đây là Duy đã liệt kê, đã tổng hợp các cái yếu tố mà YouTube có chia sẻ. Và đặc biệt nhấn mạnh ở đây đó là liên quan về chủ đề của video. Như Duy vừa nói đó là khi chúng ta xây dựng các chủ đề video mà điều hướng tới trẻ em, thì chính cái đối tượng chủ kênh, cái người tạo ra nội dung kênh đó, thì chúng ta phải cần biết, đó là chúng ta đang xác định cái đối tượng mục tiêu cho ai. Và để có thể hiểu hơn các yếu tố này, thì trong đây Duy đã liệt kê ra các yếu tố để cho anh chị các bạn, chúng ta tiện theo dõi trên website cẩm giá trị com rồi. Và rồi cũng sẽ có một cái vấn đề về lưu ý cho chúng ta rằng là các cái nội dung liên quan về yếu tố mà chúng ta nhấn mạnh à, các cái nội dung đó là chủ đề trẻ em ấy thì nó có một sự thật rằng là không phải nội dung nào cũng là nội dung dành cho trẻ em mà chúng ta phải xét theo cái vấn đề là đánh giá kỹ lưỡng cái nội dung đó có thực sự tiếp cận cái đối tượng của mình đúng là trẻ em hay không. Để rồi chúng ta xác định rằng là video của chúng ta đó là xác định với nhiều nhóm đối tượng chứ không phải mỗi đối tượng là trẻ em. Và rồi đặc biệt rằng là chúng ta cũng phải hiểu được rằng là trong cái quá trình mà chúng ta xây dựng hay chúng ta đặt các cái nội dung mà dành cho trẻ em ấy thì nó có một cái ưu điểm nào cái khả năng được đề xuất cùng các cái video dành cho trẻ em trên cái nền tảng của YouTube ấy là rất cao. Và đây là một trong các cái lý do vì sao các cái nội dung video trẻ em nó nhiều view là như vậy. Và rồi nó có một vấn đề đặt ra là có khá là nhiều các câu hỏi thường gặp liên quan về nội dung trẻ em này. Thì Duy cũng đã tổng hợp cho chúng ta những cái vấn đề như sau và đây cái vấn đề đầu tiên và mà những cái câu hỏi thường gặp mà duy muốn chia sẻ cho tất cả những chị các bạn chúng ta như sau đó chính là làm thế nào để nên đặt nội dung video không dành cho trẻ em thì như duy vừa chia sẻ đó là khi chúng ta đánh giá cái nội dung một cách cân nhắc kỹ lưỡng cái đối tượng chúng ta tiếp cận video của chúng ta là ai thì chúng ta uh, sẽ xác định cái video đó không nhất thiết là dành cho trẻ em và ví dụ đơn giản chúng ta có thể thấy một cái điều rằng uh, ví dụ như video của chúng ta an toàn hoặc phù hợp với mọi đối tượng tức là video chúng ta phù hợp với gia đình hay cái video của chúng ta tiếp cận đến một hoạt động lâu nay vẫn liên quan tới đến trẻ em hay cái nội dung của trẻ em của chúng ta thì tình cờ xem video đó thế thì để có thể hiểu cái điều này dễ dàng và chi tiết ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là trong cái chủ đề mà nó có trẻ em trong video ấy duy cụ thể chúng ta đang nhìn trên màn hình đây ví dụ như cái kênh youtube mà chúng ta đang nhìn trên màn hình đây là cái kênh youtube của cậu sang với nó Thế thì vấn đề cái kênh YouTube của cái cậu này thì chúng ta thấy rằng trong cái nội dung video vẫn có các cái nội dung các cái hình ảnh em nhỏ trong cái nội dung video này và vẫn kiếm tiền bình thường, nội dung vẫn kiếm tiền tốt. Thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta xây dựng ra một cái chủ đề liên quan về nội dung kiếm tiền và có chứa trẻ em trong video ấy thì chúng ta phải hiểu rằng là thế thì cái nội dung đó và cái vấn đề mà nội dung chúng ta đề cập đó thì trong cái video đó nó liên quan tới trẻ em, nó lâu nay rồi. Và nội dung trẻ em trong nội dung video nó đã xuyên suốt rồi. Tức là cái nội dung chính đó thì không phải nhắm tới cái nội dung đó là chia sẻ về vấn đề về điều hướng tới mục tiêu là trẻ em. Mà ở đây cái cậu này, chủ cậu chỉ có điều hướng tới những vấn đề về cái cuộc sống của cậu ấy, về những sự chia sẻ của cậu ấy, và rồi những cái cuộc mà vui chơi hay sinh tồn hay những cái video mà cậu ấy hướng tới cho mọi đối tượng người xem, chứ không chỉ mỗi đối tượng là trẻ em. Cho nên cái nội dung ở cái video của cậu đó, cậu ấy không đặt cho dành cho đối tượng, dành cho trẻ em. Và đấy là cái điều chúng ta thấy rằng đó Thì khi chúng ta thấy cái nội dung mà trẻ em trong video đó vẫn kiếm tiền bình thường Tiếp theo nữa nó có một cái nội dung là video đó an toàn hay phù hợp với mọi đối tượng Thì cái kênh của cậu sang với nó này cũng đảm bảo được cái yếu tố đó Và để có thể hiểu chi tiết hơn khi nó phù hợp với mọi đối tượng gia đình Và chúng ta an tâm được rằng nhiều anh chị chúng ta hãy thắc mắc rằng à video của tôi có chứa con tôi, video của tôi có chứa cháu tôi, video của tôi có chứa mấy đứa nhỏ, thì nó có sợ bị tắt kiếm tiền hay không có được bật kiếm tiền hay không và kiếm tiền có tốt hay không thì nhấn mạnh với mọi người rằng vẫn kiếm tiền tốt như thường tội gì chúng ta phải cắt uh, những cái cảnh hay đó hay đó ra và chả lẽ là chúng ta đang ăn cơm uh, cùng gia đình chúng ta đang quay video cùng gia đình mà tự nhiên em nhỏ chạy qua video chúng ta phải cắt sao hay chúng ta đang ăn cơm cùng con chúng ta cùng cháu chúng ta chúng ta phải cho nó ra, ra chỗ khác để rồi chúng ta quay video sao xin thưa rằng chúng ta vẫn quay như thường Cụ thể đó là như cái kênh của Sang Phê-nóc mà Duy đang chia sẻ cho chúng ta. Hay để có thể dễ hiểu hơn hay chi tiết hơn thì anh chị các bạn chúng ta đang nhìn trên màn hình đây. Ví dụ như cái kênh ẩm thực tròi ná của anh Lý Khởi này chẳng hạn. Thì cái nội dung của anh ấy đó là những cái nội dung những bữa cơm ăn gia đình và trong đó có toàn bộ những cái thành viên trong gia đình. Cũng có con của anh ấy rất nhỏ, cũng có cháu của à, của anh ấy cũng rất nhỏ và đồ dường như là hường như có mọi nửa tuổi trong cái bữa cơm này thì chúng ta thấy đó là cái nội dung mà như duy vừa chia sẻ đó khi chúng ta phát triển chúng ta xây dựng các cái nội dung về chủ đề trẻ em chúng ta phải nhớ rằng là cái nội dung đó cái ý nghĩa đó cái mục tiêu đó chúng ta hướng tới ai nếu như cái nội dung đó mà nó phù hợp với cái mọi đối tượng trong gia đình thì thoải mái chúng ta kiếm tiền và chúng ta không cần phải đặt cái nội dung đó dành cho trẻ em mà là cái nội dung đó dành cho mọi đối tượng và đây là một trong những cái điều mà vì sao cái nội dung dành cho đối tượng chung ấy chúng ta có thể thấy rằng là khi chúng ta xác định đúng hay khi chúng ta mà có cái nội dung hay nội dung ý nghĩa nội dung thu hút mọi đối tượng hướng tới cái kênh của chúng ta thì kiếm tiền vẫn như bình thường nó giống như cái kênh sang Vinoc và cái kênh ẩm thực tròi ná mà duy vừa chia sẻ rồi chúng ta thấy một cái điều là gì thế thì những cái dạng mà dạng video đó thì nó có nhiều dạng khác nữa nó không chỉ là ở cái dạng mà chia sẻ cuộc sống không chỉ chia sẻ ở ẩm thực hay bữa cơm gia đình mà nó còn có những cái dạng như là video hướng dẫn cho những người mà yêu thích những cái chủ đề búp bê này, những chủ đề đất sét này, hay là những cái chủ đề mà nạn đất sét này, mọi đối tượng chúng ta đều thích cả, chứ không phải rằng là cứ đi nạn đất sét là dành cho nhóm đối tượng là trẻ em. Hay như duy vừa chia sẻ cho chúng ta đó là những cái nội dung cái dạng vlog gia đình kể cho những cái bậc cha mẹ, hay kể cho những cái câu chuyện hay những chuyến tham quan giải trí du lịch cùng các con, hay là vui chơi cùng các con, hay những cái nội dung ý nghĩa uh, xoay quanh các con với chúng ta. À, thông qua những cái video trong gia đình hay trong các video sinh hoạt thì chúng ta vẫn kiếm tiền bình thường và chúng ta thấy là điều là gì đó là cái nội dung không nhất thiết chúng ta đặt vào trong cái nội dung dành cho trẻ em mà chúng ta có thể thấy cụ thể hai cái kênh đó là ẩm thực tròi ná hay là cái kênh sang vnoc này vẫn kiếm tiền như bình thường đó và đó là cụ thể cho cái nội dung vnoc mà chúng ta có thể thấy trẻ em chứa trong đó hay rất là nhiều các kênh khác trên youtube cũng như vậy hay những cái video mà chúng ta chia sẻ về cái vấn đề về chi tiết các cái cách đó là chỉnh sửa trò chơi hai cái các cái hình đại diện mà nó có chứa cái hình ảnh trẻ em hay chứa cái nội dung mà trẻ em trong đó chúng ta vẫn có thể hướng tới mọi đối tượng chứ không phải nhất thiết rằng là trong bức ảnh trong cái nội dung có trẻ em là chúng ta phải tích vào ngay là cái nhóm đối tượng là dành cho trẻ em. Hay rằng là những cái nội dung mà chúng ta thu hút tất cả mọi người, những cái nội dung phim hoạt hình chẳng hạn, đó người lớn cũng xem phim hoạt hình. Tất cả mọi người đều xem phim hoạt hình. Đấy chứ không phải nhất thiết là cứ phim hoạt hình là phải đặt dành cho trẻ em. Hay những cái nội dung video trò chơi có liên quan các nội dung hài hước. Đấy, dành cho người lớn. Và hay những cái nội dung mà trò chơi ấy không nhất thiết là lúc nào trò chơi cũng là trò chơi của trẻ em. Cho nên là đây một cái vấn đề rằng là trong cái quá trình mà anh chị các bạn mà chúng ta xây dựng các cái nội dung liên quan về các cái đối tượng xác định rằng đối tượng đó là đối tượng chung ấy, dành cho tất cả mọi người ấy, phù hợp với mọi đối tượng trong gia đình và nó an toàn và phù hợp với tất cả mọi người đó thì chúng ta vẫn kiếm tiền như thường và kiếm tiền rất tốt. Và đấy là cái điều mà Duy muốn chia sẻ và nhấn mạnh cho chúng ta Và đây nó là một trong các cái giá trị video để anh chị các bạn chúng ta cùng hiểu Và đó chúng ta thấy rằng là mọi cái kênh youtube họ vẫn kiếm tiền Họ vẫn thực hiện mỗi ngày Và rồi đặt ra một cái vấn đề rằng thế thì bao nhiêu tuổi thì được coi là trẻ em thì với cái độ tuổi mà ở Hoa Kỳ thì họ xác định rằng là bất kể những ai dưới mà 13 tuổi thì đó là đối tượng trẻ em. Còn tùy vào thụ thuộc mỗi cái quốc gia thì nó có mức độ cái độ độ tuổi của trẻ em là riêng nhưng ở cái vấn đề này thì khi chúng ta thấy khi chúng ta xác định được rằng cái nội dung dành cho mọi người rồi thì coi như cái độ tuổi trong video là bao nhiêu đi đi chăng nữa nó không quan trọng mà nó quan trọng đó là cái ý nghĩa nội dung điều hướng cái nội dung video đó dành cho ai và nó có phù hợp với mọi người hay không nó có ý nghĩa nó có giá trị hay không thì chúng ta chia sẻ thôi cụ thể duy lại nhấn mạnh nữa đó là cái kênh ẩm thực tròi ná của anh lý khởi ở đây Đấy trong cái nội dung video có con nhỏ của anh ấy Có các cháu của anh ấy Đấy có mọi nữ tuổi Thì chúng ta thấy là gì Ở đây chúng ta sẽ bỏ qua đi được cái vấn đề liên quan về là bao nhiêu tuổi Mà là chỉ cần cái nội dung nó ý nghĩa với mọi người là ok Và vâng thì tiếp theo nữa một cái vấn đề quan trọng Khi chúng ta hiểu được rằng cái đối tượng người xem của chúng ta là ai rồi Chúng ta an tâm về cái việc rằng là thoải mái Quay những cái cảnh mà ăn cơm cùng các con trong gia đình Các cháu trong gia đình chúng ta thoải mái chia sẻ những cái cảnh mà cuộc sống à, vui chơi giải trí nó ý nghĩa, các cái kỷ niệm cùng các bé đăng lên trên YouTube một cách bình thường và kiếm tiền như bình thường. Thế thì cái vấn đề đặt ra ở đây đó là chúng ta phải biết cách cài đặt cái đối tượng người xem cho kênh và video đăng tải lên trên trên YouTube. Thì chúng ta đang nhìn trên màn hình, chúng ta có thể thấy. Để có thể cài đặt cái nhóm đối tượng đó, chúng ta vào quản trị của kênh, chúng ta nhấn vào cái mục cài đặt. Sau đó chúng ta đến cái mục đó là mục kênh. Và sau đó chúng ta đến cái mục đó là cài đặt nâng cao. Ở cái mục này chúng ta thể thấy nó sẽ xác định ra đối tượng người xem. Chúng ta sẽ xác định ra rằng kênh đó dành cho trẻ em hay không dành cho trẻ em. Nếu như kênh đó mà dành cho đối tượng dành cho trẻ em thì chúng ta sẽ tích vào cái mục có đặt kênh này dành cho trẻ em. Tôi đăng tải nội dung dành cho trẻ em. Nếu như cái nội dung mà chúng ta hướng tới cái mục tiêu đó là đối tượng nhà trẻ em. Còn nếu như nội dung của chúng ta không hướng tới đối tượng trẻ em thì chúng ta tích vào cái mục số 2. Đó là không đặt kênh này là không dành cho trẻ em Tôi không bao giờ đăng tải nội dung dành cho trẻ em Và vấn đề số 3 Nếu như nội dung kênh có vừa có trẻ em Và không có trẻ em thì chúng ta sẽ tích vào cái mục là Tôi muốn xem xét tùy chọn cài đặt này Cho từng video Nhưng đây Duy có muốn một cái lời khuyên cho tất cả anh chị và bạn đó là Khi chúng ta kiếm tiền trên Youtube Chúng ta hãy xác định ra kênh đó dành cho trẻ em Hay không dành cho trẻ em Tích vào hai cái mục đầu tiên rõ ràng Ví dụ như kênh của Duy hiện tại đang chia sẻ đó là không dành cho trẻ em Và rồi chúng ta thấy một cái điều rằng là Thế thì các cái nội dung mà như Duy vừa phân tích của chúng ta từ đầu Hay các cái nội dung mà tương tự giống như các cái chủ đề của Sang Venok có, có chứa trẻ em trong video Hay các cái nội dung mà cái chủ đề ẩm thực tròi ná của anh Lý Khởi có chứa Con và cháu của anh ấy trong video vẫn kiếm tiền như bình thường Và chúng ta sẵn sàng chúng ta thấy một cái điều rằng Cái nội dung chúng ta cần tích vào trong cái kênh đó đó là nội dung không dành cho trẻ em Đó và chúng ta thấy rằng bởi vì nội dung đó dành cho mọi đối tượng Chứ chúng ta cứ đâu có hướng tới mỗi đối tượng là trẻ em đâu cho nên đấy là chúng ta cứ an tâm chúng ta kiếm tiền một cách thoải mái và đây là cái cách cài đặt cái nội dung cho kênh youtube với cái nhóm đối tượng người xem rõ ràng đấy là cái điều mà duy muốn chia sẻ cho tất cả anh chị các bạn chúng ta cần hiểu cái vấn đề là như vậy và vâng thì sau khi chúng ta đã hiểu được cái cách cài đặt cái đối tượng người xem cho kênh youtube rồi thế thì nó sẽ có thêm một cái mục đó là cách cài đặt đối tượng người xem trong cho video thì chúng ta cũng đang nhìn trên màn hình đây khi chúng ta vào trong cái trình quản lý của video, chúng ta sẽ kéo xuống ngay cái mục bên dưới của video, chúng ta thấy rằng sẽ có một đối tượng cho người xem. Ở cái mục này nó sẽ có hai mục đó là có nội dung dành cho trẻ em và không nội dung dành cho trẻ em. Nếu như trong mỗi cái video mà chúng ta muốn set up nè, khi chúng ta đã cài đặt trong cái kênh của chúng ta xong rồi, mà trong video chúng ta muốn hướng tới cái đẹp đối tượng đó là trẻ em, thì chúng ta có thể tích vào trong hai cái mục này nếu như nó có dành cho đối tượng trẻ em, hai đó là dành cho nó không dành cho đối tượng trẻ em. Nhưng như Duy vừa nhấn mạnh chia sẻ cho chúng ta đó là xây dựng cái kênh gì hướng tới cái đối tượng mục tiêu là ai thì chúng ta hướng tới một đối tượng mục tiêu ngay từ đầu chứ không nên tạo ra các cái nội dung kênh YouTube dở dở ương ương theo cái kiểu rằng là núp trẻ núp không thì điều đó sẽ không tốt trong cái quá trình chúng ta kiếm tiền. Và đó là cái sự nhấn mạnh lần thứ hai mà Duy muốn chia sẻ cho chúng ta khi chúng ta cài đặt cái nhóm đối tượng người xem cho kênh và video. Và vâng thì tiếp theo nữa một cái nội dung mà Duy muốn chia sẻ cho tất cả anh chị các bạn chúng ta cùng biết đó là cái nội dung khi chúng ta chia sẻ chúng ta kiếm tiền trên nền tảng mà có chủ đề trẻ em hay có chứa trẻ em chúng ta thấy rằng là rất là nhiều người hay hỏi rằng là thế thì xây dựng cái nội dung gì để có tiền và hiệu quả và làm đúng ngay từ đầu. Thì những cái nội dung chúng ta thấy rằng những cái nội dung chúng ta chia sẻ những cái giá trị bổ ích này, hấp dẫn này, truyền cảm hứng này hay phù hợp với các cái đứa tuổi hay các cái nội dung mà các cái chủ đề khai thác nó cao, nó hiệu quả trong quá trình kiếm tiền ấy thì Duy muốn chia sẻ cho chúng ta như như sau. Đây là cái điều mà chia sẻ À, chính thống và cụ thể của YouTube đó là một những cái chủ đề mà chúng ta chia sẻ những cái vấn đề liên quan về à, thái độ sống tử tế này Đây là một trong những cái nội dung mà có thể nói là khuyến khích mọi người khi chúng ta chia sẻ những cái thói quen lành mạnh hay các cái cư xử đúng mực hay những cái nội dung chúng ta tôn trọng à, trong cái quá trình chúng ta giao tiếp hàng ngày cụ thể đó là những cái nội dung chúng ta có thể chia sẻ về cái vấn đề về san sẻ những cái tinh thần tích cực những cái thói quen lành mạnh hay những cái cách mà chúng ta chia sẻ về những cái người bạn tốt, hay chia sẻ những cái chủ đề mà trẻ em à, tìm hiểu về những cái à, công việc hàng ngày, hay những cái thói quen hàng ngày như đánh răng, hay những cái thói quen về ăn rau củ quả, những cái nội dung mà sống lành mạnh, sống tử tế, hay những cái mục đích mà chúng ta cân bằng cuộc sống, nó đơn giản, nó hữu ích, và nó có những cái giá trị cho nhiều người. Thì chúng ta thấy rằng là, cái chủ đề này nó rất tuyệt vời và đây là có thể nói là cái chủ đề mà chúng ta đi xây dựng chúng ta phát triển các cái chủ đề cuộc sống hàng ngày của các bé, của các con, của các cháu thì rất là đó là một cái chủ đề hay và kiếm tiền vẫn ok. Và đấy là chúng ta thấy rằng đó là những cái sự khuyến khích và rất là tốt để chúng ta tạo ra những cái giá trị lành mạnh những cái giá trị hữu ích như vậy thì đó là một cái hướng đi tốt cho cái việc xây dựng cái nội dung chất lượng cao cho cái chủ đề kiếm tiền YouTube với trẻ em. Tiếp theo nữa thì cái nội dung mà chúng ta thấy rằng những chỗ nội dung mà chia sẻ những cái tinh thần ham học hay khơi gợi những cái trí tò mò. Đây là một trong cái nội dung mà rất tuyệt vời. Mà khi chúng ta muốn chia sẻ những cái khoảng khắc mà các bé đi học à, hay là các bé mà chia sẻ những cái vấn đề mà à, những cái tinh thần ham học khỏi. Với lại trong cái quá trình mà chúng ta hướng dẫn các bé dạy học này hay hướng dẫn cho các bé quan tâm về những cái sự kiện hay hướng dẫn các bé quan tâm về những cái vấn đề những cái truyền thống mà trong uh, gia đình chúng ta hay các cái truyền thống mà uh, khu nàng nối xóm của chúng ta như thế nào thì chúng ta chia sẻ hay chia sẻ về những cái vấn đề mà uh, những cái cuộc mà thảo luận những cái cuộc trò chuyện với các bé hay những cái cuộc mà giao lưu trò chuyện học tập trong cái quá trình mà tạo ra những cái mối quan hệ uh, giữa uh, các cái nội dung mà hướng tới cái tinh thần ham học thì đấy nó cũng là một cái nội dung khá là hay và đây có thể nói đây là một trong cái chủ đề mà cực kỳ tốt mà trong cái thời điểm mà mùa dịch ở đây có khá là nhiều các bé hay các gia đình các phụ huynh hướng dẫn các con học online chẳng hạn thì đó là một cái chủ đề chúng ta chia sẻ các cái giá trị đó cho mọi người trong đó nó vừa có cái giá trị về hướng dẫn cho con học tập vừa có cái giá trị chia sẻ những cái khoảng khắc cho những người cùng xem các phụ huynh cùng xem cùng biết đó là một cái chủ đề hay phát triển trong tuổi trẻ em, hay những chủ đề liên quan đến vấn đề về sáng tạo, những cái tinh thần vui chơi giải trí à, một cách nó lành mạnh, cũng như khuyến khích các bé có các cái trí tưởng tượng, hay khuyến khích những cái vấn đề mà nó có các cái ý nghĩa, có các cái giá trị sáng tạo, giúp cho các bé có các cái kỹ năng phát triển ra những cái kỹ năng tốt à, cho chính bản thân các bé, hay giúp cho các bé có thể khai thác được những cái kỹ năng, những cái à, năng khiếu tiềm năng đấy là cái điều rất là hay trong cái vấn đề tạo ra những sự sáng tạo hay những cái tinh thần vui chơi trong cái chủ đề này và đây là một cái điều mà YouTube cũng chia sẻ với chúng ta là ví dụ như là chúng ta tạo ra các cái thế giới tưởng tượng này kể chuyện này hay chúng ta chia sẻ các cái nội dung những cái vấn đề liên quan về âm nhạc về bóng đá hay những cái nội dung môn vẽ hay trò chơi hay những cái công việc hay những là những cái vấn đề liên quan về làm đồ thủ công đấy chúng ta cùng bé cùng con đấy cùng các cháu có thể À, xây dựng các cái nội dung chủ đề đó đấy quay thoải mái đấy là cái nội dung hay nội dung giá trị nội dung ý nghĩa và rồi hai là chúng ta có thể chia sẻ các cái nội dung liên quan về cái vấn đề mà cọ sát những cái tình huống trong cái đời thực đây là cái vấn đề mà khá là nhiều người hiện tại đang xây dựng đây đó là những cái chủ đề mà chúng ta chia sẻ về những cái cuộc sống của các bé chia sẻ về những cái kỹ năng mà các bé đang được rèn đang được luyện trong các cái môi trường giảng đường trong các môi trường đó là à, tự lập mà trong các cái uh, cuộc sống hàng ngày như thế nào, hay chia sẻ về những cái câu chuyện mà các bé xây dựng ra cái bản thân của mình, những cái nối sống mà tốt, những nối sống mà đẹp, có thể chia sẻ, lưu giữ lại các cái video đó, chia sẻ cho mọi người, nó cũng giống như là chúng ta đang ghi lại một cái cuốn nhật ký cho các bé vậy, nó có các bé đó chính là những cái nhân vật chính trong đó, có những cái cốt truyện, có những sự chia sẻ, có những cái bài nội dung mà hướng dẫn cũng như có những cái nội dung video mà nó đáng nó đáng giá nó ở cái giá trị mang đi cho giá trị cộng đồng cũng như mang lại được cái à, sự à, hiểu biết cho nhiều người họ khi xem nội dung video đó thì đó cũng là một cái điều hay và đặc biệt là trong cái vấn đề đời sống thì xoay quanh các bé thì có quá nhiều những cái chuyện mà nó xảy ra nếu như anh chị các bạn chúng ta mà biết cái cách chúng ta lựa chọn các cái chủ đề đó chúng ta đào sâu vào cái chủ đề cuộc sống đó chúng ta vẫn kiếm tiền như thường cụ thể đó là các bé đi học như thế nào, các bé ăn những gì, các bé chơi như như thế ra sao, rồi các bé đang phát triển các cái năng khiếu hay các bé đang học tập mỗi ngày ra làm sao. Đấy, cuộc đời nó cứ xoay quanh tất cả mọi thứ đó. Thì đó là cách xây dựng nội dung liên quan về chủ đề trẻ em để kiếm tiền. Và rồi chúng ta có thể thấy, ấy, đó chính là nó còn rất là nhiều các cái chủ đề khác nữa mà cứ nội dung ý nghĩa nó tuyệt vời. Thì chúng ta có thể thực hiện, chúng ta chia sẻ hay những cái nội dung liên quan về sự đa dạng công bằng và hòa nhập này đấy chúng ta có thể chia sẻ những cái buổi mà à, tham quan những cái buổi mà hội họp của các bé đấy chơi với nhiều bé trong khu xóm hoặc là trong gia đình đó chúng ta có thể chia sẻ thoải mái cái vấn đề đó miễn làm sao các nội dung nó có giá trị ý nghĩa và nó mang lại được cái điều mà tốt đẹp mà những cái giá trị tích cực là ok và cụ thể tất cả những vấn đề mà duy vừa chia sẻ cho chúng ta ấy, thì chúng ta có thể nhìn trên màn hình đây chúng ta có thể thấy đây là một cái kênh youtube mà chia sẻ về những cái trò chơi hay chia sẻ về cái cuộc sống của những cái uh, hoạt động hàng ngày của hai cái cậu bé này thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều các cái nội dung đây. Đấy thì kênh này cũng sức thu, thu hút được lượng người xem rất là cao, có cái lượng người đăng ký hơn 72 triệu được người đăng ký rồi. Thì chúng ta thấy đấy, nếu như mà chúng ta có các cái nội dung mà muốn xây dựng ra các cái kênh nội dung nhật ký hay những cái nội dung mà cho các bé thì đó là một một khung hướng kiếm tiền tốt. Và cũng là một cái khuynh hướng lưu giữ lại các cái kỷ niệm của các con sau này các con lớn lên con các con có thể nhìn lại cái quá trình mình phát triển như thế nào đấy là một cái điều rất là hay và đó là cái điều chúng ta có thể thấy cái nội dung chủ đề kể trẻ em nó cũng là một cái mảnh đất rất là màu mỡ cho tất cả anh chị các bạn chúng ta khai thác và kiếm tiền và đó chúng ta có thể thấy rằng rất tuyệt vời đúng không ạ và vâng thì tiếp theo nữa một cái vấn đề mà duy muốn chia sẻ cho chúng ta để chúng ta có thể hiểu ra rằng những cái hạn chế liên quan về cái nội dung mà dành cho trẻ em thì chúng ta phải nhớ một điều là chúng ta phải tuân thủ những cái luật mà liên quan về bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em và chúng ta cũng phải tuân thủ các cái luật của YouTube thì cái hiệu quả kiếm tiền trên uh, chủ đề trẻ em này vẫn bình thường và rất là tuyệt vời. Thế thì trong cái chủ đề liên quan về dành cho trẻ em này thì nó cũng sẽ có các cái hạn chế hay có những cái các cái tính năng mà nó bị tắt thì chúng ta đang nhìn trên màn hình đây ví dụ như trong cái cấp mà hạn chế của video thì nó có rất là nhiều những cái vấn đề liên quan về từ bình luận cho đến những cái vấn đề mà màn hình kích thúc hay các cái thẻ thì nó không có. Thế thì cụ thể chúng ta đang nhìn trên màn hình ví dụ như kênh YouTube trẻ em này. Duy sẽ nhấn vào một cái video bất kỳ và Duy sẽ chia sẻ cho chúng ta, ví dụ Duy nhấn vào một cái video mà liên quan về cái nội dung trẻ em này. Duy sẽ nhấn vào một video bất kỳ chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng trong cái nội dung mà video của cái, của cái kênh này này thì nó không có các cái màn hình kết thúc hay nó không có cái thẻ. Đấy, nó không có màn hình kết thúc này. Chúng ta nhấn đến cuối cùng thì nó sẽ không xuất hiện màn hình hình, hình kết thúc vào đấy nó không có cái mục thẻ ở đây và tiếp theo đó chúng ta có thể nhìn thấy ngay trên màn hình đây thì cái nội dung kênh này nó có xuất hiện hiển thị quảng cáo thì lúc đó lại cái vấn đề khẳng định là thứ ba chúng ta nữa là chủ đề trẻ em là có kiếm được ra tiền nó là như vậy tiếp theo nữa chúng ta thấy là khi chúng ta đăng ký cái nội dung của kênh youtube chủ đề trẻ em này chúng ta nhấn đăng ký này thì nó sẽ bị tắt cái mục thông báo đó cái mục chuông này nó sẽ không được nhấn vào đó tức là gì chúng ta có thể thấy là trong cái mục này nó sẽ có một cái mục mà chúng ta có thể thấy nó sẽ tắt cái mục thông báo, đấy, mục thông báo bị tắt và chúng ta đang nhìn thấy là khi chúng ta đăng ký thì mục thông báo bị tắt và tiếp theo nữa nó có một cái uh, tính năng đó là tính năng bị tắt cái bình luận. Thế khi cái nội dung mà chọn cái mục đó là dành cho trẻ em thì nó sẽ bị tắt cái bình luận. Chúng ta thấy là cái tính năng bị tắt bình luận nó sẽ bị mất đi. Hay các cái tính năng liên quan về kiếm tiền nhiều hơn đó là các cái tính năng liên quan về hội viên hay các tính năng về cuộc trò chuyện hay quyên góp hay là tạo ra uh, những cái nội dung như super chat hình dán thì nó không có hay lưu vào các cái danh sách phát hay các cái danh phát xem sau ấy, thì nó không có thì chúng ta thấy rằng đó cái nội dung trẻ em nó, nó là như vậy và rồi tiếp theo nữa nó có một cái vấn đề mà vô cùng quan trọng đó là cái vấn đề liên quan về cái quảng cáo cá nhân hóa này thì nó không có và đó là lý do làm sao cái chủ đề trẻ em thì thời điểm hiện tại thì nó ít tiền hơn so rất nhiều so với các cái chủ đề mà khác bởi vì nó không có quảng cáo cá nhân hóa và anh chị các bạn có thể thấy rằng cái quảng cáo cá nhân hóa nó mới là cái quảng cáo kiếm được ra nhiều tiền nhưng cái chủ đề trẻ em nó không có cái quảng cáo này thì nó không kiếm được cái doanh thu nó cao. Cho nên vì sao khi chúng ta vừa xem cái video ở đầu Duy chia sẻ cho chúng ta ấy, chủ đề trẻ em thì view rất là nhiều nhưng tiền không được bao nhiêu cả. Đặc biệt nếu như làm cái chủ đề trẻ em ở thị trường Việt Nam thì tiền nó còn kém nữa. Và chúng ta có thể thấy rằng là trong cái quá trình mà như Duy vừa chia sẻ cho chúng ta đấy, cái kênh này nội dung mà liên quan về chủ đề trẻ em vẫn ngoài cái quảng cáo cá nhân hóa thì nó vẫn các hiểm thị các cái quảng cáo như bình thường. Đấy vẫn có cái quảng cáo hiển thị như bình thường. Và đấy là cái điều mà Duy muốn chia sẻ Nhưng vàng này nó còn rất là nhiều các cái yếu tố khác mà nó nó hạn chế Nhưng nó có một cái điểm sáng trong trong cái chủ đề trẻ em Đó là view rất nhiều Đấy, view rất nhiều Bởi vì sao như vậy? Bởi vì nó có một cái nền tảng riêng cho cho chủ đề trẻ em Một cái ứng dụng riêng đó là ứng dụng YouTube Kids Đây là một cái điểm sáng mà khi chúng ta xây dựng làm chủ đề trẻ em Mà nhiều anh chị các bạn chúng ta hay thắc mắc về view ấy thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã điều hướng vào đúng cái nội dung, đúng cái chủ đề là coi như view phải nói rằng là ngắm thoải mái ngắm tét bô và view có thể lên hàng, triệu view và đó là sự thật và đấy chúng ta thấy rằng trong cái nền tảng thì ngoài những cái mặt hạn ngoài những cái mặt hạn chế thì nó cũng có những cái điểm sáng trong cái thị trường mà khi chúng ta tối ưu tốt chúng ta điều hướng cái nội dung tốt thì vẫn kiếm tiền đều như thường và đều như phát tranh và tương tự như vậy trong cái quá trình mà hạn chế ở cái dạng cấp độ kênh thì nó cũng có tắt một số các cái chức năng liên quan về hội viên này liên quan về thông báo này liên quan về bài đăng này liên quan về câu chuyện này thì nó không có cụ thể như kênh youtube này như duy vừa phân tích ở dạng video thì ở dạng kênh chúng ta có thể nhìn thấy ở đây thì nó sẽ không có cái mục đó là liên quan về cộng đồng nó không có cái mục liên quan về thảo luận nó không có mục liên quan về câu chuyện mà nó chỉ có mục đó là trang chủ video danh sách phát kênh và giới thiệu thôi và đó là cái lý do là chúng ta có thể thấy rằng trong cái chủ đề trẻ em thì nó cũng có các cái hạn chế là như vậy và vâng ở trên đó là cái nội dung mà Duy muốn chia sẻ cho tất cả anh chị các bạn Chúng ta cùng biết khi chúng ta xây dựng cái chủ đề trẻ em hay có chứa trẻ em trong video Để chúng ta hiểu rằng chúng ta kiếm tiền vẫn bình thường và vẫn tốt vẫn chất lượng Chúng ta hãy thực hiện và xây dựng và phát triển Và có bất kể thêm các cái câu hỏi gì hay vấn đề gì chúng ta cứ comment dưới video Duy sẽ tổng hợp và chia sẻ chúng ta ở các cái nội dung video tiếp theo Bởi vì trong mỗi nội dung video chia sẻ liên quan về tất tần tật thứ nhất là nó sẽ có sự tổng hợp mà chi tiết từ A đến Z nhưng trong đó nó cũng sẽ có một số các cái thiếu sót anh chị các bạn chúng ta khúc mắc ở đâu thì hãy bình luận ở đó để rồi duy sẽ có thể giúp đỡ chúng ta và rồi tất cả các cái nội dung như duy chia sẻ cho chúng ta phải khẳng định rằng đây là những nội dung mà chính thống từ cái nền tảng của youtube và nó là các cái nội dung chuẩn nhất đúng nhất và hiệu quả nhất khi anh chị các bạn chúng ta áp dụng thì chắc chắn chúng ta thành công với chủ đề trẻ em một cách nó vô cùng hiệu quả và đó là cái nội dung mà duy muốn chia sẻ cho tất cả mọi người và vâng thì trên đó là cái nội dung mà duy mkt muốn chia sẻ cho tất cả anh chị các bạn chúng ta cùng biết liên quan về nội dung chủ đề trẻ em những cái điều mà tất tần tật liên quan về chủ đề trẻ em có những vấn đề quan trọng hay những cái sự lưu ý cũng như chia sẻ cho chúng ta hiểu hơn liên quan về chủ đề trẻ em sẽ như thế nào và áp dụng ra làm sao cũng như cho chúng ta thấy là một cái sự thật trong cái con đường kiếm tiền chủ đề trẻ em và có cả cái nội dung video hình ảnh minh họa cho anh chị các bạn chúng ta vừa thấy xong thì đó là những cái kiến thức mà vô cùng quan trọng để chúng ta có thể áp dụng xây dựng một cái kênh youtube mà có nội dung trẻ em cũng như xây dựng một kênh youtube khi chúng ta thấy rằng có các cái hình ảnh trẻ em ở trong nội dung video thì chúng ta vẫn cứ thoải mái, an tâm và kiếm tiền một cách bền vững hiệu quả chứ không phải suy nghĩ ở cái việc rằng là cứ có trẻ em là chúng ta phải cắt video đi hay cứ có trẻ em là chúng ta phải xóa nội dung đó đi mà chúng ta cứ yên tâm kiếm tiền khi chúng ta tuân thủ đúng luật của youtube cũng như khi chúng ta hiểu đúng cái vấn đề xây dựng các cái chủ đề trên youtube thì anh chị các bạn chúng ta phát triển bền vững hiệu quả là cái điều rất đơn giản và trên đó là những cái nội dung mà duy muốn chia sẻ cho tất cả mọi người nếu như hay hữu ích đừng quên nhấn thích video nhấn chia sẻ video và nhấn đăng ký nội chung kênh youtube duy để có thể nhận nhiều hơn các cái giá trị tuyệt vời trên youtube của duy và chắc chắn rồi đó là những cái điều mà duy muốn chia sẻ cho chúng ta